Xin kính chào quý vị các bạn. Thì trong cái phần thứ 56 về lập trình vi điều khiển, tôi có trình bày một cái ví dụ về cảm biến dò đường dùng để chế robot dò đường. Thì trong phần này á, tôi sẽ phân tích cái mã code của nó để chúng ta cùng nhau hiểu rõ hơn về nó. Thì cái cảm biến dò đường của chúng ta đó là nó cái loại á, là loại digital, tức là xuất tín hiệu on off. Thực tế trên thị trường nó còn một loại nữa, đó là loại xuất tín hiệu analog, nhưng mà cái loại analog thì nó mắc tiền hơn loại digital, nên thành ra là tôi mua cái loại digital. Thì ở đây á, phần đầu tiên chúng ta khai báo biến thì đèn, tức là đèn led, và tín hiệu là lấy chân tín hiệu, là ta lấy chân chân 4. Do đây là loại cảm biến digital, ta cắm vào chân 4 thì cũng là chân 4 bên cái mảng digital của cái Arduino. Và cái pin mode ở đây á, chúng ta phải định nghĩa là input, còn cái đèn thì là output. Tất nhiên thì trong thực tế chúng ta có thể thay đèn bằng một cái động cơ bằng cách là kết nối thêm với mạch cầu H. Thì về mạch cầu H, chúng ta nếu mà kết nối thêm mạch cầu H thì chúng ta lập trình thêm. Chứ nếu như chúng ta kết nối động cơ trực tiếp vào bo Arduino thì có thể làm cháy bo Arduino vì cái dòng qua động cơ rất là lớn. Kế tiếp thì ở đây tôi nói về cái vòng lặp của nó, vòng lặp chính của nó. Thì ta cho với giá trị A. A định nghĩa này rồi. Giá trị A bằng là digital read của tín hiệu. Vì tín hiệu này là ở trạng thái digital, tức là trạng thái on off, nên ta phải dùng cái hàm là digital read. Rồi sau đó ta in cái tín hiệu ra, in lên trên màn hình. Và ở đây á, tín hiệu đương nhiên là nó sẽ có hai trạng thái, 0 và 1. Thì nếu như tín hiệu á, là 1, 1 thì ở đây cảm biến á, tương đương là cảm biến gặp màu đen. Trên thực tế là cảm biến gặp màu đen thì nó là 1. Thì ở đây tôi sẽ tắt đèn ha. Tôi đây là lệnh để mà ta tắt đèn. Và nếu như tín hiệu là low, tức là màu trắng, thì ta có thể là sáng đèn ha. Đây là lệnh để cho sáng đèn. Và ở đây thì xin nói luôn, đó là đương nhiên là chỉ là ví dụ. Còn khi mà các bạn làm ra robot thì các bạn phải dùng mạch cầu H để điều khiển động cơ thay cái đèn. Do như trong phần trước đã nói là do là tôi đang ở nước ngoài, thành ra là không có đủ dụng cụ để mà làm một cái thật. Thì video clip này xin dừng lại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.